Các hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu. Dự đại hội có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và 104 đại biểu thay mặt cho gần 500 hội viên. Đại hội nhằm đánh giá tình hình hoạt động của nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh đã có nhiều hoạt động nổi bật trên mặt trận tư tưởng văn hóa, với chức năng nhiệm vụ là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tập hợp văn nghệ sĩ trong tỉnh, xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật tỉnh nhà, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. 5 năm qua, tác phẩm văn học nghệ thuật không ngừng được sáng tạo theo hướng chú trọng chất lượng, phương pháp sáng tác đa dạng linh động, không ngừng đổi mới nhưng vẫn giữ được quan điểm đường lối chính trị của Đảng và bản sắc văn hóa dân tộc, hướng đến chân thiện mỹ, đề cao cái tốt, phê phán cái xấu, đậm tính nhân văn, tinh thần dân tộc và tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương giữa người với người, trách nhiệm đối với cuộc sống, với gia đình và xã hội là tinh thần chủ đạo trong tác phẩm, qua đó nâng cao chất lượng tác phẩm và giới thiệu tác phẩm đến đông đảo công chúng. Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu có 3 hội thành viên gồm nhiếp ảnh, sân khấu, văn nghệ dân gian, có 11 chi hội trực thuộc gồm văn học, mỹ thuật, âm nhạc, múa, điện ảnh, kiến trúc, văn học nghệ thuật các dân tộc, văn học nghệ thuật công an tỉnh, văn học nghệ thuật huyện Đông Hải, văn học nghệ thuật trường đại học Bạc Liêu và chi hội nghệ nhân đờn ca tài tử. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội kết nạp mới 124 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 464 người. Có 25 hội viên được kết nạp vào các hội chuyên ngành trung ương, nâng tổng số hội viên các hội chuyên ngành trung ương lên 98 người. Liên hiệp hội còn có 3 câu lạc bộ trực thuộc là câu lạc bộ văn nghệ sĩ, câu lạc bộ sân khấu và cổ hoài lang và câu lạc bộ giới thiệu tác phẩm sản phẩm văn học nghệ thuật. Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp hội đã tham gia 20 cuộc triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bộ ngành trung ương và cấp quốc gia với gần 1.000 tác phẩm là những sáng tác mới. Riêng tại tỉnh, Liên hiệp hội đã tổ chức phối hợp tổ chức gần 10 cuộc triển lãm ảnh, tổ chức nhiều buổi biểu diễn sinh hoạt văn nghệ thu hút hàng ngàn lượt người xem. Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Bạc Liêu đã chọn lọc đăng tải hàng trăm tác phẩm ảnh, hội họa, thơ, văn, vọng cổ và ca khúc là những sáng tác mới của hội viên. Hội viên các chuyên ngành đạt trên 200 giải thưởng cấp khu vực quốc gia và quốc tế. Trong nhiệm kỳ, có 8 nghệ nhân đờn ca tài tử được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, 3 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, có 17 hội viên được Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng giải thưởng văn học nghệ thuật ca dân lầu. Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp hội còn những khó khăn hạn chế, đó là tiềm năng sáng tác của tỉnh khá dồi dào, nhưng điều kiện để phổ biến tác phẩm của hội viên chưa đáp ứng yêu cầu. Hội viên chưa có tác phẩm đột phá, đỉnh cao, chưa có tác phẩm được dư luận xã hội quan tâm. Một số hội viên còn trông chờ vào đầu tư hoặc khi có cuộc thi mới sáng tác, tác phẩm chưa bám sát vào thực tế, thiếu hơi thở cuộc sống. Nhiệm vụ, mục tiêu của Liên hiệp hội đề ra trong nhiệm kỳ mới là xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội, đồng hành cùng với tỉnh để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị tỉnh nhà, xây dựng Liên hiệp hội vững mạnh, tập trung đoàn kết văn nghệ sĩ vững vàng về tư tưởng chính trị, kế thừa truyền thống quê hương Bạc Liêu, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, phấn đấu có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung tư tưởng và nghệ thuật phong phú, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ nghệ thuật, có tác dụng xây dựng tâm hồn, đạo đức, nhân cách, lối sống, phê phán để lùi mọi thói xấu, cái ác, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, làm tròn trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hội đã bám sát đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa và văn học nghệ thuật. Tổ chức hội được củng cố, phát triển về số lượng và chất lượng, quy tụ được tài năng, tâm huyết và trí tuệ của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Đồng chí đề nghị Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh, các hội chuyên ngành, các chi hội và từng hội viên cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật, nhất là những nội dung mới về văn hóa, nghệ thuật mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định. Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đang tìm mọi cách để chống phá Đảng, nhà nước ta, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chia rẽ, lôi kéo trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đi ngược lại con đường cách mạng. Tôi đề nghị Liên hiệp hội văn học nghệ thuật tỉnh cần nhận thức rõ nguy cơ này, quan tâm tuyên truyền cho hội viên và văn nghệ sĩ nâng cao về nhận thức, trao dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, không dao động, không bị lôi kéo trước cái xấu, cái sai trái, cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà thật sự trở thành là một lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Như lời Bác Hồ đã dạy, văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Đồng chí đề nghị Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh phải tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức tập hợp và phải định hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ sáng tác, đào tạo lực lượng văn nghệ sĩ kế thừa, thực hiện có hiệu quả việc đưa nghệ thuật đờn ca tài tử vào trường học. Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất,
tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, tạo thêm cơ chế, chính sách, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động sáng tác. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp các hội dân học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu khóa 7 với 17 người. Ông Đỗ Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch khóa 6, được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các hội dân học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu khóa 7. Tại đại hội, 17 hội viên có thành tích đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Cao Văn Lầu lần thứ 3 năm 2019.